Nguyên tắc chìa khóa nuôi dạy trẻ trong gia đình là luôn luôn tôn trọng trẻ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mỗi một đứa trẻ sinh ra nó đã là một cái cá thể rất là riêng biệt rồi. Cho nên việc mà bố mẹ, người lớn chúng ta hiểu đứa trẻ, đặc điểm của từng đứa trẻ, đứa này thì hướng nội, đứa kia thì hướng ngoại, đứa này thì nó cao, đứa này thì nó thấp, cái chuyện đấy chuyện hết sức bình thường riêng biệt của nó. Cho nên cái điều đầu tiên là không so sánh trẻ với bất cứ một đứa trẻ khác, bởi vì bản thân con đã là một cái sự rất đẹp đẽ rồi. Thứ hai là chúng ta không kỳ thị với những cái điều mà chúng ta không mong muốn có ở trẻ. Ví dụ như là nó hơi béo, hay ví dụ như là nó đói ngọng, thì chúng ta không mang những cái điểm đó của trẻ ra để chúng ta có thể làm trò đùa hay là trêu chọc trẻ. Thứ ba là chúng ta tuyệt đối không bao giờ được trách mắng, quát nạt, bôi xấu trẻ trước mặt người khác, đặc biệt là người lạ. Nó sẽ làm tổn thương cái lòng tự trọng của trẻ. Mà thay vào đó, bố mẹ trước hết hãy luôn luôn lắng nghe con trẻ, xem mong muốn nhu cầu của con là gì. Và bên cạnh đó thì hãy cho con có được một cái sự lựa chọn để con chọn một cái điều hợp lý cho con. Thì từ đó chúng ta sẽ có được cái sự hợp tác của trẻ. Cùng cô Lê Huyền bắt bệnh nuôi dạy con.